Lưu Hạo Tồn ỷ có chống lưng nên ra vẻ đòi chung mâm tam kim ảnh hậu, nói dối chối bỏ quê hương. Nữ diễn viên Lưu Hạo Tồn là mỹ nhân mới được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ. Gần đây danh tiếng của cô bị ảnh hưởng khi vướng nhiều tai tiếng dù vào nghề mới được 2 năm. Lưu Hạo Tồn được xem là Mưu nữ lang, nữ diễn viên nổi tiếng nhờ Trương Nghệ Mưu trong làng điện ảnh Trung Quốc. Cô ngay lập tức gây chú ý với vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo. Nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 2000 được đánh giá là thuần khiết và có khí chất điện ảnh rõ rệt. Lưu Hạo Tồn được thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp truyền thống của người Trung Quốc. Cư dân mạng miêu tả, cô có vẻ đẹp thu hút ánh nhìn nhưng vẫn mang lại cảm giác nét đẹp này không dễ khuất phục. Điều này tựa như những Mưu nữ lang trước đó là Cũng Lợi và Trương Tử Di. Lưu Hạo Tồn cũng là diễn viên nữ đầu tiên nhận được sự ưu ái từ phía đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau khi tham gia bộ phim Một Giây, One Second ra mắt năm 2020, Lưu Hạo Tồn một lần nữa được đạo diễn Trương Nghệ Mưu giao vai diễn trong bộ phim Trên Vách Đá. Đây là bộ phim lấy đề tài gián điệp, hàng loạt tình tiết hồi hộp gây cấn, nhất là những màn đấu trí, đấu dũng giữa điệp viên và kẻ địch. Người đẹp 10X đóng vai điệp viên trẻ Tiểu Lan, một cô gái thông minh gan dạ. Tôi đã tham khảo một số tài liệu về thời đại và nhân vật trong phim, xem những bộ phim hành động mà đạo diễn Trương Nghệ Mưu giới thiệu, thảo luận kịch bản với đạo diễn, thảo luận cảnh phim với các diễn viên tiền bối. Lưu Hạo Tồn từng chia sẻ về vai diễn của mình. Lưu Hạo Tồn cho biết, trải nghiệm của cả hai lần hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu đều rất gian khổ. Lần trước quay phim trên sa mạc nóng 30-40 độ, lần sau quay ở vùng Đông Bắc lạnh âm 30 độ. Trước khi có cơ duyên trở thành diễn viên nhờ gặp Trương Nghệ Mưu, Lưu Hạo Tồn là diễn viên múa, cô là thủ khoa đầu vào Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, khoa múa dân tộc. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu luôn lựa chọn những diễn viên có nét đẹp tự nhiên, không phẫu thuật thẩm mỹ. Ông có thẩm mỹ riêng của một đạo diễn và thường chọn diễn viên Downy đóng giày cho vai diễn trong phim của mình. Tiêu chuẩn mà đạo diễn lường danh Trung Quốc luôn giữ vững đó là phải phù hợp với màn ảnh rộng. Trên khuôn mặt con người có rất nhiều cơ, phẫu thuật thẩm mỹ sẽ phá hủy cơ trên khuôn mặt, chỉ cần động chút dao kéo liền ảnh hưởng đến biểu cảm trên khuôn mặt, mà màn ảnh rộng thường phóng đại hết cỡ khuôn mặt, dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ không thể nào che giấu được, Trương Nghệ Mưu từng chia sẻ. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng nhận xét Lưu Hạo Tồn là diễn viên trẻ tài năng và sinh ra là để đóng phim Một Giây của ông. Ông khen ngợi biểu cảm của nữ diễn viên trưởng thành hơn tuổi thật 20, trong khi các bạn cùng trang lứa lộ vẻ non nớt thì Lưu Hạo Tồn đã vững vàng như một người phụ nữ đích thực. Bộ phim mới nhất Tặng Bạn Một Đóa Hoa Màu Đỏ đóng cặp với nam tài tử Dịch Dương Thiên Tỷ đã gây dấu ấn đậm khi thu về hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Người hâm mộ mỹ nhân 10X luôn hy vọng cô sớm nối gót các Mưu nữ lang, Cũng Lợi, Trương Tử Di, Nghê Ni trở thành ngôi sao Hoa ngữ hàng đầu. Dù chỉ mới được ra mắt cách đây không lâu, nhưng Lưu Hạo Tồn đã có cho mình nhiều tin đồn không hay. Cô hứng không ít gạch đá về những phát ngôn và hành động gây tranh cãi. Lưu Hạo Tồn gây tranh cãi vì đứng ngang hàng tam kim ảnh hậu. Trong buổi lễ trao giải Kim Kê lần thứ 33 được tổ chức vào ngày 3 tháng 12, Lưu Hạo Tồn góp mặt trong dàn diễn viên trẻ nổi bật được lựa chọn cho Tinh Thần Đại Hải. Sẽ không có gì đáng bàn luận nếu như Lưu Hạo Tồn không đứng ngang hàng với các diễn viên kỳ cựu tên tuổi lớn. Tất cả những gương mặt đứng hàng đầu tiên đều là nhân vật nổi tiếng. Một người mới toanh như cô lại đứng ngang hàng với tiền bối và đứng trên cả Âu Dương Nana. Điều này đã khiến rất nhiều người xem khó chịu và tức sôi máu. Thân thế của những diễn viên kỳ cựu hàng đầu phải kể đến Trần Phi Vũ, Thái tử Cbiz, Quang Hiểu Đồng, Châu Đông Vũ, Tam Kim Ảnh Hậu, Dịch Dương Thiên Tỷ và Phạm Thừa Thừa, em trai Phạm Băng Băng. Cư dân mạng cho rằng Mưu nữ lang Lưu Hạo Tồn đang được nâng đỡ chống lưng quá mức, dù chưa có tài nguyên điện ảnh giải trí liên quan nào hay tin đồn tình nhân với chính đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Lưu Hạo Tồn vướng nghi án khai gian tuổi chối bỏ quê hương. Gần đây, Lưu Hạo Tồn lại tiếp tục vướng vào thị phi khi bị tố là khai gian tuổi thật và chối bỏ quê hương. Cụ thể, một số người bạn học chung với cô đã lên tiếng nói rằng nữ diễn viên sinh năm 1998 chứ không phải là 2000. Họ khẳng định đã từng học chung với nữ diễn viên. Ngoài ra, cô còn bị khui ra là đã khai mang nơi sinh. Quê quán thật của cô là ở Thông Hóa, một vùng quê nghèo hẻo lánh. Chính điều này đã khiến nhiều cộng đồng bất bình, cho rằng cô nàng đang chối bỏ quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Một số video được lan truyền không mấy tích cực khác còn cho rằng nữ diễn viên có thái độ chảnh chọe, bệnh ngôi sao dù chỉ mới đóng vài bộ phim nhỏ. Cuối năm 2021, nữ diễn viên tiếp tục bị dư luận chỉ trích khi mẹ cô nàng mở lớp học múa và gây tổn thương đến thân thể học viên. Bên cạnh đó, diễn xuất của Lưu Hạo Tồn vẫn chưa thực sự thuyết phục công chúng. Bị tố đạo văn. Hồi giữa tháng 6, Lưu Hạo Tồn vướng rắc rối liên quan đến việc đạo văn. Nữ diễn viên đăng tải một dòng trạng thái với nội dung cảm thán về cuộc sống. Tôi có một chiếc túi chứa đầy những vì sao, muôn màu sực rỡ. Tôi thích lắm. Sẽ có một ngày, tôi lặng lẽ mang những điều quý giá này trở về với chân trời biển rộng. Khi vạn vật còn chưa phát hiện, tôi biến thành những sinh vật biển tung tăng bơi lội. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, có ánh trăng làm bạn. Sự việc góp phần đẩy tên tuổi Lưu Hạo Tồn thêm ồn ào. Nữ diễn viên trẻ vốn nổi tiếng là người thị phi, từng không ít lần vướng scandal vì những phát ngôn tự cao, xem thường những diễn viên đàn chị đi trước. Đỉnh điểm hồi tháng 5, cô bị một nhãn hàng xóa bỏ hình ảnh quảng cáo vì những lùm xùm liên quan. Liên tiếp vấp phải thị phi khiến cho sự nghiệp lẫn danh tiếng của Lưu Hạo Tồn không được suôn sẻ. Rất khó để cô nàng có thể vươn lên vị trí hoa đáng như các Mưu nữ lang đàn chị.